Rác thải đã tồn đọng nhiều năm chưa được mang đi xử lý, gây ô nhiễm môi trường, đang là vấn đề gây bức xúc dư luận ở xã Bình Kiều, huyện Khoái Châu. Xã Bình Kiều có hơn 9.600 nhân khẩu, trung bình một tháng có gần 100 tấn rác thải, chất thải các loại. Tuy nhiên, phương pháp xử lý rác thải của địa phương chỉ mang tính tạm thời, khiến lượng rác thải, chất thải trên địa bàn ngày một nhiều. Hiện cả 4 thôn đều có bãi rác thải tập trung do nhân dân tự đóng góp xây dựng. Điểm tập kết rác tại thôn Bình Kiều có diện tích 300m², thôn Ninh Vũ với diện tích 500m², thôn An Cảnh và thôn Phú Hòa diện tích trên 300m². Mỗi năm, toàn xã thu gom khoảng 1.200 tấn rác thải các loại. Hiện cả 4 bãi rác thải tập trung của xã đang trong tình trạng quá tải nhiều năm nhưng chưa được mang đi để xử lý. 4 cái bãi rác thải của địa phương thì cũng chỉ thu gom về để tập kết vào đấy thôi, chứ không mà vận chuyển đi để xử lý thì cũng không có tiền để mà vận chuyển đi xử lý được. Đề nghị với các cấp các ngành đấy là quan tâm đến và xử lý cái rác thải cho nhân dân, vì là cái bãi rác thải hầu như là đã đầy hết cả rồi. Các cái tổ thu gom về thì nó đầy thì lại phải xử lý bằng cách đốt. Đốt thì khói bụi lại đưa về khu dân cư thì người ta cũng kêu. Theo ông Nguyễn Như Thức ở thôn Bình Kiều và những người dân sinh sống ở đây cho biết, mùi hôi thối từ rác thải rất khó chịu, rùi muỗi nhiều đã ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt. Đã có thời điểm họ cắm biển cấm đổ rác nhưng cũng không có tác dụng do một bộ phận người dân chưa có ý thức bảo vệ môi trường. Cái bãi rác của chúng tôi chỉ độ 15 thì nó đầy, bây giờ như vậy là cứ phải như vậy là đốt thì nó rõ là đốt tại địa phương này nó ô nhiễm, tôi biết là ô nhiễm nhưng vì là cái này ta phải đường cùng phải làm, nó thật đến cùng phải làm thôi. Nó đầy quá thì mình không làm biết làm nào. Thì chúng tôi là những người như vậy là cuối cùng của như vậy là cái khu thu gom này phải đốt thôi, nó báo cáo rõ thì. Mặc dù đã được lãnh đạo tỉnh quan tâm chỉ đạo, sự vào cuộc của các sở ngành và các cấp chính quyền tìm các biện pháp để giải quyết nhưng hiệu quả chưa cao, do ý thức của người dân vẫn còn hạn chế. Chính quyền một số địa phương chưa thực sự vào cuộc quyết liệt, mức phí thu từ các hộ dân còn rất thấp, trong khi đơn giá thu gom vận chuyển và xử lý rác tại nhà máy phân loại xử lý rác thải khá cao. Vì vậy, đã gây khó khăn cho công tác xử lý rác thải ở các khu dân cư.